Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều năm gần đây vải thiều Bắc Giang ngày càng được chú trọng áp dụng các quy trình thực hành nông nghiệp tốt, nâng cao an toàn thực phẩm. Vải thiều Bắc Giang không chỉ là đặc sản trong nước mà còn chinh phục được nhiều thị trường khó tính, được bảo hộ nhãn hiệu tại 8 quốc gia. Năm nay, toàn tỉnh Bắc Giang trồng hơn 28.000 hecta vải, sản lượng ước đạt hơn 160.000 tấn, tăng 10.000 tấn so với năm 2019. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến khá phức tạp, để chủ động trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, Bắc Giang đã xây dựng nhiều phương án để đẩy mạnh thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đối với thị trường xuất khẩu, theo Sở Công Thương Bắc Giang thì Trung Quốc vẫn là thị trường truyền thống. Tỉnh đang tiếp tục quan tâm khơi thông xuất khẩu vào các thị trường đã hợp tác trong những năm qua như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Úc, Malaysia, v.v. Hiện nay đã bắt đầu vào mùa vụ vải thiều, Bộ Công Thương đã cùng các địa phương chuẩn bị các kế hoạch để xúc tiến tiêu thụ vải thiều và Bắc Giang là địa phương đầu tiên đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều trực tuyến. Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 đại biểu ở các điểm cầu chính Bắc Giang, 2.200 đại biểu tại 61 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng 4 điểm cầu tại Côn Minh, Hà Khẩu, Nam Ninh và Bằng Tường, Trung Quốc. Bộ Công Thương cũng đẩy mạnh phối hợp, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang thực hiện các hoạt động xúc tiến tiêu thụ quả vải ở thị trường xuất khẩu thông qua các hình thức kết nối giao thương trực tuyến, như kết nối với các nhà nhập khẩu Trung Quốc, quảng bá trực tuyến tới các đầu mối mua hàng tại Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cùng ngày diễn ra hội nghị, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ cắt băng, xuất hành những xe vải đầu tiên đi tiêu thụ tại thị trường trong nước và quốc tế. Cái việc ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử vào trong cái mặt hàng nông sản đó là một cái cách làm mới để nhằm kết nối tiêu thụ sản phẩm, cho đặc biệt là nông sản, một cách là hiện đại hơn và chuyên nghiệp hơn. Và đối với quả vải của Bắc Giang thì chúng ta đã biết rằng là nó là một cái trái cây mang tính mùa vụ cao. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà quảng bá cũng như là kết nối mang tính tốc độ thì đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy cho nên là cái sàn thương mại điện tử đã giúp Bắc Giang giải quyết được điều này. Trung Quốc là thị trường rất lớn với dân số hơn 1,4 tỷ dân mỗi năm, nhập khẩu khoảng 150 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch nhập khẩu hàng nông sản từ Việt Nam và Trung Quốc năm 2019 là khoảng 16 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, tiềm năng nhập khẩu nông sản của Trung Quốc vẫn còn rất lớn. Vải Lục Ngạn của Bắc Giang có vị ngọt, cùi dày, hạt nhỏ. Mỗi năm, nhiều thương nhân Trung Quốc vẫn đến mua hàng. Các mặt hàng nông sản của Việt Nam rất có triển vọng. Đại sứ quán Trung Quốc sẵn sàng đồng hành với các bộ ngành, địa phương của Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, phối hợp với các bộ ngành liên quan của Trung Quốc và cơ quan thương vụ chính quyền tỉnh Quảng Tây và Vân Nam để tạo điều kiện cho hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Đến nay, các tập đoàn, doanh nghiệp, thương nhân đã kết nối ký hợp đồng với các điểm cung ứng trên địa bàn Bắc Giang. Những ngày này, vải thiều đang được tiêu thụ rất thuận lợi, các thủ tục giao thương diễn ra thuận lợi. Hôm nay ra mắt cái sàn trực tuyến thì tôi nhận thấy đây là một cái cú hích mạnh của chính phủ và bên địa phương là đã rất nỗ lực để hỗ trợ chúng tôi, những cái doanh nghiệp xuất khẩu vải như chúng tôi. Tôi cũng mong muốn là thông qua những cái sàn như thế này thì là những cái thị trường, ví dụ như thị trường châu Âu, châu Úc hay là những cái đơn vị người ta có kinh nghiệm đi những thị trường khác thì có thể là trao đổi thông tin với nhau để có thể là hiểu được là mỗi một thị trường cái nhu cầu của họ là nhu cầu tiêu thụ vải là cái thứ nhất. Cái thứ hai là yêu cầu của từng quốc gia. Khi nhập khẩu vải vào thị trường họ và tiếp theo đến là quy định pháp luật của từng thị trường. Năm nay là năm thứ tư chúng tôi xuất khẩu vải thiều qua hệ thống phân phối của Central Retail tại Thái Lan. Hệ thống phân phối của chúng tôi ở tại Thái Lan là cái hệ thống ở phân khúc cao. Để mà trái vải của Việt Nam vào được cái hệ thống phân khúc cao của chúng tôi ở tại thị trường Thái Lan thì đó là một cái khẳng định rằng cái chất lượng cũng như là cái độ an toàn của sản phẩm vải thiều được ghi nhận ở thị trường quốc tế. Và mỗi năm thì chúng tôi cũng xuất khẩu sang hàng vài chục tấn. Năm nay thì cái lượng tiêu thụ trong nước cũng như là xuất khẩu chúng tôi dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Nhằm tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ quả vải, các địa phương kiến nghị cần tiến hành đàm phán với Nhật Bản để có phương án công nhận cơ sở khử trùng, đáp ứng điều kiện xuất khẩu để xuất được vải tươi sang Nhật ngay trong niên vụ 2020. Cùng với đó, mời gọi doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm vải thiều xuất khẩu sang các thị trường mới, hỗ trợ thủ tục kiểm dịch, an toàn thực phẩm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc với các thị trường xuất khẩu, cập nhật thông tin yêu cầu của thị trường Trung Quốc. Bắc Giang có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và tiêu thụ vải thiều, cùng với việc xây dựng kịch bản tiêu thụ, xúc tiến, quảng bá, Bắc Giang đang tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thương nhân tiêu thụ. Thực tế năm ngoái dù không phải xuất khẩu nhưng lần đầu tiên 12 quả vải Global Gap có giá 200.000 đồng.
Điều này cho thấy vải thiều rất có tiềm năng, giá trị cao nếu khai thác tốt thị trường trong nước. Ngoài ưu tiên thị trường trong nước, Bắc Giang cũng tiếp tục khai thác thị trường truyền thống và từng bước xuất khẩu chính ngạch. Hy vọng với các giải pháp trên, năm nay chúng ta sẽ có một vụ vải thiều thắng lợi.